Trong Phật Pháp thường xuyên nói Chuyển phạm thành thánh Phật nói Sự việc này không khó Người người đều có thể làm đến được Khó ở chỗ nào vậy? Khó ở chỗ bạn không chịu hội đầu Bạn không chịu buông xuống Khó là ở chỗ này Nếu quả nhiên chịu quay đầu, quả nhiên chịu buông xuống thì không cần thời gian cả đời. Chúng ta trên kinh Hoa Nghiêm thấy có thiện tài đồng tử. Ở trong hội Pháp Hoa thì có Long nữ Đều là trong thời gian rất ngắn Mà thành tựu Đây là trên kinh xem thấy Nếu như cho rằng kinh chưa hẳn là thật Thì trong lịch sử Trung Quốc Quả thật có những người như thế này Như vậy không phải là giả rồi Có người mà ai ai cũng đều biết đến là thiền tông lục tổ huệ năng Pháp Sư Thời nhà đường Ngày 24 tuổi đã khai ngộ rồi Khai ngộ như thế nào vậy? Ngài buông xuống hết thảy thân tâm thế giới Ngũ tổ hoàng nhẫn Truyền y bác cho Ngài Khi đó Ngài mới 24 tuổi thật sự minh bạch rồi triệt để minh bạch rồi ngài liền hoan hỷ buông xuống từ đó về sau không bị sự ô nhiễm nữa sau khi buông xuống rồi thì tâm địa của ngài chính là tâm chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi mà chúng ta đã nói đến đây là chân tâm chứ không phải học mà có là tự nhiên mà lưu lộ mà hiến tiền chúng ta ngày nay năm loại tâm này không thể hiện tiền là do bị vọng tưởng phân biệt chấp trước chướng ngại rồi không phải là không có mà là có đầy đủ viên mãn cùng với hết thảy chư phật như lai không hai không khác chúng ta cần hiểu cái đạo lý này hiểu được chân tướng sự thật này người khác trong thời gian rất ngắn chúng ta một đời thành tựu thời gian một đời đã là quá lâu rồi ngài có thể làm được thì tại vì sao ta không làm được chúng ta cần nghiêm túc phản tĩnh từ điểm này cần suy xét cần quan sát cần phải theo kịp bậc hiền đức các ngài có thể làm đến được thì chúng ta cũng có thể làm được Chúng ta hôm nay làm không được chính là do ta chưa hoàn toàn buông xuống, buông xuống liền làm được ngay. Sự việc này, người khác không giúp được. Chư Phật Bồ Tát có từ bi cũng không thể giúp bạn buông xuống phiền não. Bạn cần phải tự mình giác ngộ, tự mình buông xuống. Cho nên Phật Pháp nói độ chúng sanh Trên thực tế là chính chúng sanh tự độ chính mình Không phải người khác độ cho bạn Người khác chỉ là làm tăng thượng duyên cho bạn mà thôi Trên thực tế công phu cho chính bạn tự tu hành Không có can hệ gì đối với bất kỳ người nào Thế suốt thế gian Pháp Nói tóm lại chính là tự mình làm, tự mình chịu bạn tạo ra nhân như thế nào thì bạn sẽ được quả báo như thế đó nghiệp nhân quả báo tơ hào không sai lệch <laughs> hoàn cảnh của một người trong cuộc đời các hung họa phước vinh hoa phú quý đều không phải là ngẫu nhiên Ở trong Liễu Phạm Tư Hướng Đã nói với chúng ta là Trong mạng đã định trước rồi Ai đã định trước cho bạn vậy? Là chính mình định trước cho mình Không phải người khác Nhân mà bạn tạo ra từ đời trước Thì đời này bạn đến thọ nhận quả báo đây là điều mà trên kinh luận phật thường xuyên nói với chúng ta nhân sanh thù nghiệp chuyện liễu phàm tướng huấn chính là nói đại đạo lý của những nhân quả này con người có tiền kiếp có kiếp sau tuyệt đối không phải nói người chết rồi là hết không còn gì nữa nếu được như vậy thì quá tốt chúng ta cũng không cần phải tu học nữa rồi hiện trạng trên thực tế khi chết rồi sẽ vô cùng khủng khiếp vấn đề này mới nghiêm trọng sau khi chết rồi thì kiếp sau của bạn sẽ thế nào tình trạng kiếp sau thế nào thì hiện nay dùng khoa học kỹ thuật ngày nay để do thám cũng có rất nhiều bằng chứng trước đây khi tôi ở mỹ xem được một số báo cáo thu thập về việc chuyển thế của người mỹ những báo cáo này thu thập được rất nhiều thông tin ấn phẩm rất nhiều đều đã trải qua kiểm chứng đích thực là đã chứng minh nhà phật nhà ấn độ